Thì cái mục tiêu của cái bài hôm nay á, là chúng ta chỉ có tập trung vô là đau bụng chức năng thôi, chứ không phải là xử trí một cái trường hợp là đau bụng mãn tính. Nhưng mà mình phải làm sao á, mà mình ở cái một cái điều kiện là bệnh đông như vậy á, thì mình có thể mình một vài câu, một cái thăm khám, mình có thể mình định danh nhanh chóng nó là một cái bệnh chức năng, để chi để mình hạn chế làm xét nghiệm, hạn chế làm những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, hoặc thậm chí á, là mình hạn chế cho bệnh nhân đi nội soi. Tại vì mấy bạn biết là cho bệnh nhân mà đi hẹn nội soi đó thì người ta lại bị vướng một cái chuyện chờ thời gian chờ lâu quá, rồi đã đâm ra nhiều thứ cái chuyện. Nên là cái hôm nay là tập trung vô là mình sẽ xử lý của cái chức năng. Thì chúng ta phải lưu ý nó có một số cái thuật ngữ. Nếu mà đau bụng mà gọi là mãn tính chức năng á, thì đầu tiên nó phải là mãn tính trước. Thì trong cái mãn tính người ta yêu cầu á, là nó phải là ít nhất là 2 tháng. Trước đây á, người ta yêu cầu là 3 tháng. Ha. Tức là một cái đau bụng á, mà nó trước 2 tháng á, mấy bạn xử trí như cái rối loạn tiêu hóa hay gì đó thôi, nó chưa có định hình đâu. Nhưng mà khi mà nó đã có một cái tiền căn mà nó đau là 2 tháng rồi đó, thì lúc đầu mình phải đưa nó vô trong cái xử trí gọi là đau bụng mãn. Thì trong cái đau bụng mãn này á, thì mấy bạn lưu ý là bản thân cái chữ đau bụng mãn tính nó không phải là một chẩn đoán, mà nó chỉ là một cái từ thôi, hay nó có từ mang tính cách là mô tả thôi chứ chưa phải là chẩn đoán. Tức là mình ghi vô trong mã ICD mình ghi chữ là đau bụng mãn, hoặc mình ghi chữ đau bụng mãn tính gì đó, thì nó chỉ là từ mô tả, nó chưa phải ra một cái chẩn đoán. Nó ra một cái chẩn đoán đó, nó phải có rõ ràng, ví dụ như là viêm túi mật mãn tính, viêm tụy mãn hay gì đó, nó mới ra là cái từ đó, tạm gọi là từ chẩn đoán. Nhưng riêng đối với cái chữ á, là đau bụng mãn tính chức năng á, thì người ta lại tính nó là một chẩn đoán. Có ICD mà. À, nó có mã Có ICD, ICD. nó có ICD. À, và nó có bộ tiêu chuẩn của nó. Cái điểm thứ hai là chúng ta nên lưu ý á, là khi mà nó gọi là đau bụng á, thì cái chuyện đau này á, là do đứa nhỏ nó đánh giá, chứ không phải là do ba má nó đánh giá. Cho nên nếu mà cái đứa nhỏ nó dưới 10 tuổi á, thì mình có thể mình qua trung gian là của ba má nó. Nhưng mà từ 10 tuổi trở đi á, thì nó phải cảm nhận, và người ta thấy á, là gì, cho nó nhìn cái thang điểm này. Có nhiều cái thang điểm đau lắm, nhưng mà người ta lấy cái thang điểm này đơn giản nhất. Và mình chỉ cần mình hỏi đứa nhỏ là lúc đang khám bệnh á, lúc đó là con đang giống cái hình mặt nào, nó sẽ chỉ cái mặt của nó giống mặt đó, và lúc mà nó đau nhiều nhất nó giống mặt nào, thì có thể mình nhìn vô trong cái mặt này để mình ước lượng được á, là cái chuyện cái đau bụng này nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống nó như thế nào, để mình có một cái định hướng mình trấn an gia đình, hay mình trấn an nó, hay mình có những cái động tác cho nó phù hợp. Tại mấy bạn biết á, là một cái đứa nhỏ mà đau bụng, mà đặc biệt nếu mình lọt vô đau bụng chức năng, mình càng làm nhiều thì nó càng đau càng nhiều. Thì đối với cái rối loạn mà đường tiêu hóa đó, mà gọi là đường tiêu hóa chức năng, mấy bạn biết đó là trong cái bệnh lý mà đường tiêu hóa ở trẻ em á, thì người ta có hai nhóm lớn. Một cái nhóm đó là bệnh thực thể, một nhóm thứ hai là bệnh chức năng. Mà người ta có thể nói một câu á, là gì, những cái triệu chứng nào của bên thực thể có đó thì bên chức năng nó có hết. Mà mình làm cái gì đó mình làm cho đã vô, có thể cuối cùng nó là chức năng thôi, không có chuyện gì khác hết. À, thì trong cái rối loạn chức năng á, mấy bạn thấy á, là người ta cũng chia ra từ hồi nhỏ luôn. Nếu như mình xét á, là cái đứa nhỏ mà mới nó đẻ ra thôi đó, mà nếu mình xét nó đau bụng á, thì nó đã có cái infant colic, tức là cái cơn khóc co thắt ở từ nhỏ rồi. Mà cái này mình hay gọi là khóc dạ đề á, tức là nó khóc đủ 100 ngày sau đó nó không khóc nữa. À, nó nghe từ nhỏ nó đã có rồi. Sau đó cái rối loạn chức năng đó, nếu mà nó lớn lên đó, thì người ta thấy những cái đứa nhỏ mà hồi nhỏ nó khóc dạ đề đó, thì nó lớn lên đó, nó có thể thành là cái một cái đau bụng chức năng, nó nằm trong khoảng này. Và đây là một cái phân loại mà người ta mới ha, để người ta tiêu chuẩn là tiêu chuẩn Rome 4 từ năm 2017, thì người ta đưa ra cái tiêu chuẩn Rome này, và người ta cho mình cái quy chuẩn để mình có thể chẩn đoán được một cái bệnh chức năng. Và lúc đó đó, khi mà đủ tiêu chuẩn của Rome á, thì lúc đó nó sẽ trở thành là một cái chẩn đoán, chứ nó không phải là một cái gọi là một cái từ mô tả như trước đây mình tính nữa. Thì đối với cái quan niệm mà tiêu chuẩn Rome á, thì mấy bạn nên lưu ý á, là trước đây người ta nghĩ á, là mình chẩn đoán mà một cái bị mà bệnh lý rối loạn đường tiêu hóa mà chức năng á, thì tức là mình phải yêu cầu là phải loại hết bệnh thực thể. Và một khi mà nó đã là bệnh chức năng rồi đó, thì nó không có bệnh thực thể gì hết. Thì cái quan niệm đó là cho tới bây giờ là người ta thấy là nó không còn đúng nữa ha. Tức là mình vẫn có bệnh chức năng trên cái bệnh thực thể. Ví dụ như một cái đứa nhỏ nó bị
loét tá tràng do HP. Khi mình chữa xong nó lành nổ loét rồi, HP tiệt trừ rồi, đứa nhỏ nó vẫn có thể nó vẫn còn đau bụng. Và cái đau bụng đó là đau bụng chức năng. Mình nhớ vậy. Và nếu như một đứa nhỏ mà nó bị một cái bệnh thực thể mà nó lại kèm theo một cái bệnh lý chức năng kèm lên thì nó làm nặng nề hơn cái triệu chứng mà cảm chủ quan của nó khi nó tải cho mình. Và đây là một cái điểm mà cái bẫy chẩn đoán hay khi mình cho một cái thuốc vô mình điều trị, mình thấy ủa sao đắng đi ra nó phải bớt rồi. Những thay đổi về mặt sinh hóa hoặc thay đổi về mặt tế bào học gì đó nó bớt rồi nhưng mà đứa nhỏ nó vẫn cứ la, nó cứ đau hoài. Là tại vì sao? Tại vì nó có thể kèm với cái chức năng này. Và mình bây giờ cái quan điểm của người ta là gì? Nó chỉ cần là sau khi mà mình lượng giá hay là sau khi mình đánh giá cái đứa nhỏ về mặt triệu chứng học, về nhập về nội khoa mà triệu chứng không giải thích được bởi một cái bệnh thực thể thì mình coi như nó đã có bệnh chức năng rồi. Nó khác với cái quan niệm mà của Romba. Romba là người ta đòi hỏi là phải loại bệnh thực thể, loại bệnh chuyển hóa, loại bệnh viêm, loại bệnh gì đó hết rồi, loại bệnh ung thư, bệnh ác tính gì đó để cuối cùng nó mới là bệnh chức năng. Mấy bạn nhớ điều này. Một điểm nữa đó là mấy bạn lưu ý á, là ngay cả trên những cái đứa mà trước đây á, ví dụ như mình nói là nó bị Crohn, nó bị IBD rồi, tức là rõ ràng nó là bệnh thực thể, phải điều trị cọt, phải điều trị tùm lum hết vậy đó, thì cái đứa đó đó nó vẫn có một số đứa sau khi mình điều trị nó đã lành, lành sang thương thực thể, tức là lành về mặt bộ học luôn, nhưng trên lâm sàng nó vẫn còn đau và nó lại chuyển thành là một đứa là bị là coi như đau bụng chức năng. Và người ta thấy những đứa mà bị IBD á, mà nó đi kèm bệnh chức năng á, thì nó sẽ dễ có xu hướng á, là nó bị nặng hơn và thậm chí á, là người ta phải cần tới thuốc an thần ha, tức là phải sẽ thuốc bên tâm thần để mà người ta điều trị nó. Đây là một cái điểm mà mình nên lưu ý để khi mình gặp ha. Vậy thì tiêu chuẩn để chẩn đoán cái bệnh chức năng này nó là cái gì? Thì mấy bạn nhìn ở đây mấy bạn sẽ thấy nó sẽ có bốn cái triệu chứng. Ha, bốn nhóm. Nhóm đầu tiên á là mình sẽ có một cái gọi là gì? Tức là chứng khó tiêu chức năng. Nhóm thứ hai đó là IBS, tức là hội chứng ruột kích thích. Nhóm thứ ba đó là bệnh migraine. Và nhóm cuối cùng á là một cái đau bụng chức năng mà nó không được phân loại. Thì đây là một cái mà quan niệm nó tương đối là nó mới và cái phân loại này sao mới. Nếu như mà mình không có phân biệt được một trong bốn cái này, cái nào là cái nào á, thì mấy bạn ra ngồi ngoài ở phòng khám, mấy bạn chỉ cần cho thuốc một cái là nó sẽ nhảy từ bên một cái hội chứng này qua hội chứng khác. Và bệnh nhân người ta loạn choạng liền. Ha. Ví dụ như bây giờ mình nhớ cái cuối cùng của nó đó là gì? Là nó có một cái phân loại là đau bụng mãn tính chức năng mà không được phân loại ở chỗ cái khác. Nếu như mình gặp cái đứa nhỏ trong tình huống này mà trong khi thực tế nó lại là một cái chứng khó tiêu chức năng thì sao? Thì mấy bạn sẽ sử dụng thuốc cho cái đứa nhỏ này như là một đứa mà bị triệu chứng của đường tiêu hóa, ví dụ như viêm dạ dày, loét dạ dày gì đó, mấy bạn thả vô là mấy bạn tiêu liền đó. Còn ngược lại đó là nếu như mà một đứa nhỏ nó đã đủ tiêu chuẩn của cái chứng khó tiêu chức năng rồi mà mấy bạn không chịu hỏi cho kỹ ha, mà mấy bạn lại nói nó là như một đứa là đau bụng mãn tính chức năng mà không được phân loại, thì lúc đó mấy bạn sẽ làm cái gì? Mấy bạn sẽ chuyển cái đứa này qua bên tâm lý để cho tâm lý người ta điều trị, mà trong khi thực tế đó là nó cần phải xài thuốc của cái nhóm bên tiêu hóa. Đây là một cái điểm mà mình phải lưu ý. Tức là ngay cả bên trong cái bệnh lý mà gọi là bệnh lý chức năng, không phải là bệnh thực thể, người ta cũng chia nó làm bốn dạng khác nhau. Và nếu như mà mình gặp một cái ca mà nó có biểu hiện như là migraine, tức là nó cộng thêm cộng đau đầu, cộng thêm những cái rối loạn khác đó, thì cái đó nó thì thuộc về là bên phải gửi cho bên thần kinh để người ta điều trị những cái thuốc tâm thần. Còn không thì nó sẽ không có tác dụng. Đây là cái điểm này. Cho nên tới cái khúc này á thì có hai chuyện mà mấy bạn phải lưu ý. Thứ nhất là bệnh chức năng nó có thể xảy ra trên đứa bệnh thực thể, là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai là ngay trong cái tiêu chuẩn phân loại của cái bệnh chức năng nó chia ra tới bốn dạng. Và bốn cái dạng đó đó là mình phải nhận dạng ra để mình không lẫn lộn, tại vì mỗi dạng nó sẽ có một cách tiếp cận điều trị nó khác nhau. Ha. Và đặc biệt á là đối với cái ROM 4 á thì cái chứng mà các gọi là chứng khó tiêu chức năng á, mấy bạn thấy trước đây á người ta yêu cầu á là nó phải đau thượng vị. Tức là nó phải chỉ nó đau thượng vị. Và mấy bạn biết nếu nó chỉ được nó đau ở thượng vị á thì tuổi nó ít nhất nó phải từ 8 tuổi cho tới 10 tuổi thì nó mới chỉ được.
Còn không nó sẽ chỉ quơ đâu ở trong cái vùng là coi như là quanh rốn á. Và khi một khi nó đã chỉ được cái đó rồi mà mình hỏi thêm nữa mà nó điều kiện nó là trên 2 tháng thì lúc đó đó là mấy bạn phải có một cái chẩn đoán là đứa này là có khả năng nó là một chứng khó tiêu chức năng và thuốc nó đi theo nó sẽ đi theo một cái con đường khác. Còn ngược lại một cái đứa nhỏ nó chỉ nó đau bụng mà nó chỉ quơ đâu đó xung quanh rốn thôi và nó không có kèm theo những cái biểu hiện khác, ví dụ như là không kèm theo là no ngang, không kèm theo cảm giác đầy bụng, không cảm giác khó bù ở vùng thượng vị, nó không có gì đó, thì nó sẽ là một cái phân loại nằm ở cái cuối dưới này. Và cái đứa này á thì đa phần á là không làm gì và chuyển tâm lý hoặc là mình sẽ điều trị tâm lý hành vi cho nó. Còn nếu mình thả thuốc vô trong nhóm này là mình sẽ bị lẫm, ví dụ vậy ha, nên mình lưu ý chuyện này. Còn nếu như nó là migraine hoặc là nó là IBS thì lúc đó nó tương đối nó dễ dàng hơn, tại vì IBS thì ít nhiều gì nó cũng kèm theo là hoặc là nó tiêu chảy ha, nó đau bụng nó kèm theo triệu chứng tiêu chảy hoặc là nó tiêu chảy nó đau bụng nó kèm theo là bón, và sau khi nó điều trị thì nó kèm cộng với những cái triệu chứng đó, cho nên mình có cái chỉ tố mình làm được hơn. Còn hai cái nhóm kia thì nó không có được. Thì đây là một cái lưu đồ hay một cái lưu đồ cho mình thấy là cái cách mình tiếp cận. Thì nếu bạn thấy mình bắt đầu tiếp cận á là đầu tiên á là gì, nó có một cái triệu chứng, ví dụ như đứa nhỏ nó vô nó đi kèm nó có đau bụng, sau đó đó nó đi mình hỏi bệnh sử thăm khám và mình coi quay nó có dấu hiệu là cảnh báo hay không. Cái dấu hiệu cảnh báo này nó có một cái bảng, mấy bạn sẽ học thuộc cái bảng này ha. Sau khi nếu như nó không có dấu hiệu cảnh báo á ha, thì có khả năng là nó bệnh chức năng luôn. Còn nếu như nó có dấu hiệu cảnh báo đó thì lúc đó mình sẽ coi mình làm nội soi, mình cho siêu âm hay mình làm những xét nghiệm khác ở chỗ này. Nếu mình làm ra xong mà nó không tìm ra bệnh á thì khả năng nó là chức năng nằm ở đây. Và nếu như nó ra bệnh thì mình theo đó mình điều trị theo chuyên khoa. Thì cái đoạn chỗ này nè là cái chỗ mà mình hay bị lầm nhất. Tức là mình hay bị lầm nhất ở cái chỗ là sao? Tức là chưa đủ thời gian 2 tháng là mấy bệnh đã lật đặt, mình đã kêu nó mãn rồi. Cái điểm thứ hai nữa đó là mình hỏi chưa hết cái dấu hiệu cảnh báo là mình lật đặt mình cho đi làm xét nghiệm. Hoặc đối diện ngược lại là sao, là mình hỏi một lần dấu hiệu cảnh báo mà mình hỏi không hết thì mình sót bệnh, sau đó mình sợ từ đó cho đi mình cứ nói là bệnh nhân mà người ta vô sợ người ta bắt đèn thôi cho làm xét nghiệm cho chắc ăn. Nó nằm ngay cái đoạn chỗ này. Tại vì người ta thấy là nếu như mình hỏi cái dấu hiệu cảnh báo ở đây mà mình loại hoàn toàn dấu hiệu cảnh báo thì hầu như là mấy bạn đã có được khoảng độ đặc hiệu với độ nhạy cảm á, nó phải hơn 95% là kiếm có làm thêm gì nữa nó cũng không ra bệnh. Cho nên người ta có thể cho mình nhanh chóng mình chuyển qua cái điều trị cho một cái đứa nhỏ như một bệnh lý chức năng luôn. Và chút xíu tôi sẽ nói với mấy bạn nghe cái chuyện này. À, cho nên cái chỗ này nằm đây. Còn khi mà nó đã có khả năng là bệnh lý chức năng rồi thì mấy bạn sẽ dựa trên cái bảng phân loại nãy mà mình chia nó ra làm 4 nhóm tương ứng. Và mỗi nhóm tương ứng như vậy mình sẽ có cách mình sử dụng thuốc, nó sẽ tùy theo cái dạng đó mà mình sẽ làm. Thì mình có cái quan điểm mới nó là như vậy ha, của cái Rome vậy. Thì bây giờ mình sẽ đem cái này mình áp dụng vô lâm sàng trên thực tế ở phòng khám, hoặc là thậm chí lúc bệnh nhân nó phải nhập viện thì mình sẽ áp dụng nó như thế nào. Thì mấy bạn nhìn ở đây, mình thấy là mình hỏi một cái đứa nhỏ nó đâu, mình tưởng nó đơn giản vậy thôi đó. Nhưng mà đầu tiên đó mình coi nó quay cái đứa nhỏ đó nó đâu thiệt hay đâu giả. Tại vì một đứa nhỏ mà nó khoảng 10 tuổi á, nó có thể phát hiện ra được một chuyện á, là nó chỉ cần nó kêu nó đau thôi là nó được ở nhà, nó không phải đi học. Mà thậm chí nhiều khi á, nó muốn cái gì đó mà ba má nó mà không cho, nó chỉ cần nó la lên nó đau bụng thôi là ba má nó lật đật á, là chở nó vô bệnh viện. Chở vô bệnh viện chưa tới nơi là nó đi về rồi, nó hết đau nó đi về rồi, là nó xong chuyện của nó luôn. Cho nên cái đó mình phải phân biệt, mình coi thử quay là đau như vậy á, là đau thiệt hay đau giả cái này. Rồi sau đó mới tính tới tiếp là cái đau đó là đau chức năng hay đau thực thể. Thì như vậy như mấy bạn thấy là vì người ta có cái tiêu chuẩn Rome đó đó, thì nó chia ra ví dụ như trên 10 tuổi là người ta sẽ cho cái đứa nhỏ nó tự sẽ cảm nhận và đánh trong cái bảng này. Và khi mình đánh vô trong cái bảng này rồi mình kính tính điểm, mình thấy đúng là nó có khả năng là nó đau thiệt, thì lúc đó mình bắt đầu mình xét tiếp là nó chức năng hay thực thể. Tại cái nằm chỗ này thì mấy bạn thấy giống như cái hình này, người ta thấy là cái đứa nhỏ nè nó phân biệt rất rõ ràng, người ta kêu là đau mà đau trên rúng thì vẽ cái hình ra, kêu nó vẽ ra mình thấy nó úp ngược lên, nó đau kiểu giống vậy thì nó mới ra. Và cái bản này á thì người ta đặt một cái vấn đề là ngôn ngữ ban đầu tiên xuất phát của nó đó là nó là ngôn ngữ tiếng Anh. Như vậy á thì bây giờ mình dịch qua một ngôn ngữ khác á thì liệu nó còn đặc hiệu và nó còn có tính nhạy cảm để nó phát hiện được cái chuyện này hay không,
Thì sau khi người ta làm cái này ra thì nó dịch ra tức 14 cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong đó nó chưa có cái ngôn ngữ của tiếng Việt. Thì người ta thấy làm sao, cho dù là cái kiểu gì đi nữa thì cái đứa nhỏ này nó tự đánh vô được. Và cái xác suất mà để mà dùng cái bảng này để mà đánh á, cộng với lại dấu hiệu cảnh báo mà không có đó, nó có thể tăng được cái độ đặc hiệu nó lên tới 95%, cái độ nhạy cảm của nó là 75%. Nha mấy bạn ha, nó có thể dùng cái số này để cho mình tính. Thì cái bộ này nè, thì mấy bạn có thể liên hệ với mấy các bác sĩ ở khoa tiêu hóa ha, cho mấy bạn photo cái bộ này đi. Tại vì cái này nó là bản quyền của Rome mà, nhưng mà tại vì lúc tụi tôi đi hội nghị thì tôi mua được cái bản này đem về, và khi mà chụp lên thì cố ý chụp sao cho nó xấu vậy đó, không có dám chụp nguyên người ta, tại vì nó là một cái bản quyền. Còn nếu mà bạn nào muốn làm nghiên cứu á, mình làm có nghiên cứu á thì sao, thì mình có thể mình xin cái nhóm tác giả Rome này, và người ta sẽ cấp cho mình một cái quyền là mình được dịch. Sau đó đó là mình sẽ có cái động tác mình dịch thì mình làm nghiên cứu. Thì đây là cái chuyện để mình biết. Thì cái bản thứ hai đó là mấy bạn thấy là người ta vẽ ra ở đây là một cái dạng mà nó đau bụng, mà nó thuộc cái nhóm thứ tư là nãy tôi nói đó, tức là đau bụng mà mãn tính, mà chức năng mà không có phân loại khác, tức là bây giờ nó đau là nó không còn đau trên thượng vị nữa mà nó đau xích xuống dưới rốn. Và đứa nhỏ nó chỉ như vậy để mình tính. Điểm nữa là gì, thì mấy bạn thấy đây nè, cái này là người ta dịch ra thử qua ngôn ngữ là Tây Ban Nha, người ta đánh giá lại quay cái bản này nó có đặc hiệu hay không, những gì đó. Rồi câu thứ hai của mình đó là gì, khi mà đứa nhỏ nó đã có đau rồi thì bây giờ đó nó đủ cái bản đó thì mình coi quay nó là chức năng thực thể ha. Thì mấy bạn nhìn đây, mấy bạn sẽ thấy là nguyên nhân mà đau bụng mãn tính á thì nó nhiều nguyên nhân lắm. Nó có thể nếu mà mình gom lại mình kể tận cùng ra đó thì có thể nó lên tới cả hơn 100 cái nguyên nhân. Nó tùy theo là cái góc độ mà mình nhìn. Nếu mình nhìn mà ở một mức độ là phòng khám chia ra theo tuổi thì mấy bạn thấy có ít vậy thôi. Nhưng nếu mấy bạn vô mà chuyên khoa, mà đặc biệt ví dụ như mà vô bàn tay của anh Chí mà có thể kiếm những cái bệnh hiếm mà nó có bị ví dụ như là nó hơi tắc nhẹ hoặc là nó bị loạn động chí xíu rồi nó đau bụng nó gây ra cái đó đó, thì lúc đó cái danh sách nó kể rất là dài như vậy luôn. Nhưng mà người ta tập trung vô đó thì mấy bạn có thể tính ở tuổi nhỏ cỡ đó có thì nó có số cái nguyên nhân như vậy. Và đây là cái số nguyên nhân mà nó bị đau bụng. Thì nếu như mấy bạn kiếm cái bài nhiều hơn thì mấy bạn thấy nguyên nhân nó sẽ nhiều hơn nữa. Như vậy thì làm sao mà mình ngồi ở phòng khám, nếu như mà mình không phải là chuyên khoa hay mà mình có thể mình nhận dạng ra được, thì người ta cho mình có một cái bộ người ta gọi là cái tỷ lệ đầu tiên mình thấy. Tức là số nguyên nhân thực thể nó nhiều như vậy, nhưng mà thực ra nó chỉ chiếm từ tối đa là từ 5 cho tới 10% thôi. Còn lại là hơn 90% là nó nguyên nhân chức năng. Nói nôm na là bạn ngồi ở ngoài phòng khám mà gặp một cái đứa mà nó vô mà nó đau bụng mãn, tức là mình hỏi mà nó trên 2 tháng. Các bạn hình dung không? Thì mấy bạn ngồi đó là hơn 90% á, là mấy bạn sẽ gặp những cái đứa mà không cần chị gì đó, chỉ cần chẳng ai người nhà rồi giải quyết thôi. Còn 10% còn lại mới là nhiệm vụ của coi như là tìm ra bệnh thực thể. Và tìm ra bệnh thực thể thì đa phần á là nó nằm ở trong chuyên khoa, nó lọt lọt ở trong chuyên khoa. Nhưng mà mấy bạn lại nghĩ nó là phải cố gắng đi tìm cái nguyên nhân, thì thực ra mấy bạn đang làm ngược dòng. Là 90% đáng lý ra là mình chỉ ngồi không, mình chỉ đơn giản hỏi đi triệu chứng là coi như là dấu hiệu cảnh báo thôi, thì bây giờ mình lại đi làm thêm xét nghiệm, mình cho làm quá trời thứ luôn, và trong khi cuối cùng đem về thì người khác đọc chứ không phải mình, nó nhiều qua ca mình rồi hay ví dụ vậy, thì nó tạo ra một cái gánh nặng và cho là xét nghiệm nó một cách không cần thiết. Cho nên đáng lưu ý chuyện này, mình chỉ có không tới 10% là nguyên nhân thực thể. Một điểm thứ hai nữa đó là mấy bạn dựa vô những cái tính chất thí dụ như là cái nơi cơn đau rồi vị trí đau hướng lan gì đó, tất cả những cái đó, thì thường thường á là những cái loại đó nếu như nó rớt vô mà cái điển hình đó thì mấy bạn sẽ có cơ may kiếm được cái bệnh thực thể. Còn đa phần nó không có một cái gì mà nó điển hình ở chỗ này hết, tại vì khi mà nó đã chuyển qua đau bụng mãn á là cái cơ chế đau của nó là nó nằm ở cổ dây thần kinh mà nó không có tính chất định vị. Những cái dọn kia nó nằm trong bụng cấp tính, hoặc là những cái đau bụng sớm hơn rồi, lúc đó nó mới có những cái dấu hiệu như mắc mọc này, dấu hiệu mất phi, những dấu gì nó mới có thôi. Còn ở mà qua giai đoạn mãn rồi là nó là đau dây kinh tạng nha, nó sẽ không có cái gì rõ ràng hết ở chỗ này hết, trừ những cái hội chứng mà như nãy tôi có nói với mấy bạn thôi. Như vậy thì mình có thể dựa vô là cái tính chất đau để mình biết là nó đau thực thể hay là đau là chức năng hay không. Thì mấy bạn nhớ có một chuyện rất là nghịch thường là người ta làm cái nghiên cứu, người ta thấy là cái đứa nó đau chức năng á, xu hướng nó đau còn ghê hơn là cái đứa đau thực thể. Mà tụi tôi hay nói vui là vậy nè, tại vì nó đau chức năng nó đâu có bệnh đâu, cho đến nó mạnh lắm cho nó la dữ lắm. Còn mấy đứa nó đau thực thể thì sao, nó bệnh thực thể nó làm cho nó đuối rồi, đâu có nhiều đâu, nó đau nó rên thôi chứ nó không còn nó kia nữa, còn nó la dữ lắm.
Cái đó mình nói chơi với nhau cho vui thôi, nhưng mà thực ra người ta làm và người ta thấy là gì, khi đứa nhỏ mà nó đau bụng mà mãn tính á, mà nó bị rớt cái đó đó, thì nó có sự tăng cảm cả toàn thân nó luôn, những vị trí vùng khác nó có sự tăng cảm hết. Và cái này người ta đặt ra một cái cơ chế người ta gọi là sự tăng cảm tạng ha. Tăng cảm tạng tức là sao? Tức là bình thường á, mình ăn vô thì nhu động ruột nó co bóp, mình cảm giác hơi đau một chút, hoặc là mình thấy nó đau thì mình mắc đi cầu, mình đi cầu thì nó hết. Nhưng đối với đứa nhỏ này nó tăng cảm tạng lên, chỉ cần một sự co thắt ở trong ruột, một cái đẩy cái phân thôi cũng làm cho nó đau rất là dữ dội, và nó chuyển cái đó nó thành một cái đau mà ba má nó phải tưởng là nó có một cái vấn đề gì đó. Ở trên thực chế mình, khi mình đi vô tới đây mình coi lại, nó không có chuyện gì mà ghê gớm hết. Thậm chí nhiều khi nó vô cái mình cho nó bơm đít, nó đi cầu được cái nó đi về, nó hết đau, nhưng mà nó làm thành một cái cấp cứu chẳng về đó, thì nó có một cái sự gọi là tăng cảm tạng. Hay là như người ta có thể uống miếng sữa vô hơi chọt bụng chút xíu thì đứa này nó thành là một cái vấn đề rất là lớn, nó qua cái sự tăng cảm tạng. Thì các đứa nhỏ này người ta quan sát, người ta thấy là cái đứa bị bệnh lý mà chức năng thì lại xu hướng nói cái chuyện đau ghê hơn là cái đứa thực thể. Cho nên mình không thể nào mình dựa vô cái tính chất mà cái cường độ đau để mình biết đứa này là thực thể hay là chức năng. Và ngược lại đó, là nhiều khi mình cũng phải lưu ý là cái đứa mà nó đau dữ quá đó nha, mình phải cẩn thận, có thể nó rớt như ông này và vô tình cái động tác mình làm xét nghiệm gì đó mình càng làm cho nó intensify lên hay nó chịu nhiều hơn. Một cái điểm thứ hai nữa đó là mấy bạn, cái này mình hết thời gian tôi nói nhanh thôi, đây là cái dấu hiệu mà là coi như là cảnh báo, thì mấy bạn thuộc cái bảng này ha. Nếu mà ai chưa quen thì cái dịch để sẵn cho đó, chụp cái bảng này để đó, bỏ hết mấy câu này, bỏ hết mấy cái dấu hiệu cộng cảnh báo này đi, thì hầu như là không làm gì hết. Còn nếu nó lọt vô có xuất hiện một trong những dấu hiệu cảnh báo này là mấy bạn phải định hướng bệnh thực thể và chuyển chuyên khoa hoặc là mình làm ha. Một cái điểm thứ hai nữa đó là người ta thấy là như vậy nè, tức là cái nghiên cứu này người ta làm nó rất là công phu hai mấy bạn ha. Tức là gì, người ta kích thích đau cái đứa nhỏ và người ta chia cái kích thích đau này nó bằng một cái công cụ gây đau, mà cái công cụ này đã được validate, tức là người ta đã được chấp nhận là như là một phát gây đau trong những cái thực nghiệm mà về đau của nhỏ, bằng cách là người ta truyền nước vô, ta cho đứa nhỏ đặt cái sông và người ta truyền nước vô bụng nó, người ta truyền vô ở mức độ mà nó căng cái dạ dày lên mức độ nào đó thì bắt đầu nó có cảm giác đau, người ta coi như cái đau đó là một cái đau quy chiếu của một cái đứa bị đau tạng, và người ta phân tích những cái xét nghiệm điều trị cũng như là cách điều trị phương pháp gì gì đó dựa trên cái kiểu này. Thì người ta phát hiện ra được á, là trên một cái đứa nhỏ mà nó bị đau bụng chức năng á, thì nếu như ba má nó mà không chú ý tới cái chuyện đau của nó, và nó cũng không được có người nào đó mà coi như là vỗ về cái chuyện đau của nó đó, thì tự nhiên nó lại không để ý tới cái chuyện đau đó, nó thoát ra luôn. Còn nếu như mà trong cái nhóm mà lúc mà nó hơi đau, ba nó quay qua hỏi sao con đau, sao con thấy nó làm sao, có gì gì đó, là tự nhiên nó đau nhiều hơn và nó không ra khỏi cái cơn đau đó. Và cái chuyện này người ta làm, cho nên người ta thấy là sao, là cái nhóm này nó có cái đặc biệt là ba má nó mà lo lắng mà mình không trấn an được ba má nó đó, thì chính động tác của ba má nó sẽ làm cho cái đau nó nhiều hơn. Như vậy thì nôm na là cái bà nào mà bà càng lo nhiều chừng nào, con bà dễ bị đau nhiều hơn và khó thoát ra cái đó trên cái đứa bị lý chức năng. Còn dĩ nhiên nếu người ta lo con người ta mà con người ta bị thực thể, cái đó mình không có bàn, tại vì cái chuyện đó là mình đã giải quyết cho người ta rồi. Nhưng đối chức năng đây là một cái bẫy, cho nên mấy bạn phải cẩn thận. Tức là ngoài cái đứa nhỏ ra thì mình còn cha mẹ của nó, để mình còn chấn an, để mình có động tác mình làm cho thực sự. Vì cái này người ta nghiên cứu, người ta thấy cái chuyện này. Và một điểm nữa là người ta thấy là gì, nếu như cái đứa mà nó đâu mà chức năng á, mà mình chỉ cần cho nó nghỉ học ở nhà thôi ha, mình lỡ tay mình ghi vô cái tờ giấy mình nói hơi cho bé nghỉ học mấy ngày ở nhà rồi đi tái khám gì đó thôi đó, thì để cho nó ở nhà thì đó là mấy bạn đang đẩy nó vô trong tình trạng nó đau nhiều hơn, và sau này mình sẽ rất khó kéo nó ra khỏi cái cơn đau mà chức năng của nó. À, cho nên người ta nói là bằng mọi giá phải cho cái đứa nhỏ nó đau bụng chức năng, tức là cái đứa mà phân loại số 4 này tôi có nói đó, là nó phải được đi học. Thà nó vô trong trường rồi nó la hét gì đó, cô nó chuyển về cho nó xuống y tế nằm, nhưng nó vẫn cứ ngồi nó lớp nó học cho qua. Còn thả nó về nhà là cái đó nó sẽ bị intensify, nó sẽ bị nhấn mạnh lên hay nó làm cái chuyện này. Đây là những cái mà người ta thấy để cho mình làm. Thì đây là cái đó người ta thấy là link giữa cái chuyện học với là cái chuyện mà ở nhà ha. Rồi, như vậy thì cuối cùng á là cái đau bụng chức năng á, thì tới khúc này mấy bạn lưu ý, tức là hỏi qua nó có vấn đề không, xác định nó là thật, tự nó viết ra. Cái điểm thứ hai là coi nó thực thể chức năng và nhanh chóng định hướng nó vô trong chức năng. Nào, nếu trong chức năng rồi mình coi cái phân loại của nó. Và cái điểm thứ hai là mình phải nói với người nhà đừng có quan trọng hóa cái chuyện đó lên cho nó. Rồi sau đó đó là người ta khuyên mình á là dùng cái model này.
Model này tôi để nguyên bản cho mấy bạn, thực ra dịch ra thì rất là dễ, và dùng cái model này để nói chuyện với người nhà nha, nói chuyện với người nhà để cho người nhà biết là con của bà bị đau như thế nào. Và trong cái model này người ta thấy nó nói gì, đau này nó là có gọi là gì, bio ha, là tức là có yếu tố sinh học trong đó, nó có yếu tố tâm thần học và xã hội học luôn, nằm trong cái chuyện này, trong cái cơn đau mà của cái đứa nhỏ đau chức năng, tức là cái môi trường ở trong trường của nó đau nó sẽ bị cô lập, cho nên nó sẽ đau nhiều hơn. Ở nhà nếu mà nó cảm thấy nó đau nó sẽ được ưu tiên hơn, thì nó sẽ nhấn mạnh cái chuyện nó cơn đau đó lên. Ví dụ đó, bản chất sinh học của nó là gì, nó có thể bị một cái tình trạng tăng nhạy cảm tạng như nãy có nói, thì đó mày con học về mặt tâm thần là sao, đứa nhỏ này nó bị nhấn mạnh gì cái chuyện là coi như là nó là một cái đứa mà con người ta bình thường chạy vui chơi, tại sao bây giờ mình lại bị đau, mình phải ngồi đây một chỗ, mình không được làm gì đó, cho nên nó cả ba cái yếu tố này nó để điều trị. Và như vậy mấy bạn biết, khi mấy bạn có một đứa mà đau bụng chức năng thì mấy bạn điều trị á, mấy bạn cần phải phối hợp với tâm lý. Và cái điểm thứ hai là mấy bạn phải có một cái khoảng thời gian nhất định nào đó để tư vấn với người nhà, chứ không phải đơn giản không cái chuyện là kê cái toa đi về. Hai mấy bạn nên lưu ý chuyện này. Thì đây là cái model mà người ta dùng để chỉ cho người nhà ha, có thể giải thích được là sao trong nhà xui vậy, đẻ ra ba đứa con đứa nào cũng đau rồi đó, hỏi kỹ ra má nó cũng đau luôn. Ba nó nói tôi khổ lắm, từ ngày tôi lấy cái bà này ăn rồi tôi giác bốn mẹ con đi đâu cũng là đau than thở đó, tôi chả quen, chẳng tỉnh quen có chuyện gì là nằm chỗ này ha. Dù vậy thì giờ mình thực hành nha, tức là mấy bạn coi, mấy bạn có cái bằng chứng của nó hết, có evidence, có tất cả gì, mình vô thực hành thì mấy bạn thấy ha, là nó 90% là đau chức năng. Cho nên nãy nói rồi, mình phải nhanh chóng mình hỏi dấu hiệu cảnh báo, tìm ra cái thực thể, sau đó là mình tư vấn cho người nhà. Thì cách tư vấn cho người nhà đó, mấy bạn sẽ bị cái thành này. Ngay cả ở Mỹ người ta thấy một năm á, người ta tốn khoảng gần hơn á, là 15 triệu đô la để gì, cái chuyện á, là bác sĩ không sợ người nhà bị đi kiện. Kiện ở chỗ là sao, là đưa một cái đứa nhỏ vô thì người ta đòi làm xét nghiệm này CT hoặc ta làm tùm lum hết đó, nó không có gì, nhưng cuối cùng nó là có gì, nó kiện sạch gạch luôn. Mà nếu mà cho nó vô làm nhiều quá đó thì bảo hiểm qua R nói tại sao theo quy trình chuẩn là không được làm cái này, tại sao anh Lâm này nó chấm KPI rớt xuống, ví dụ gì đó, người ta bị về cái chuyện này. Cho nên người ta thấy là gì, là mình để mình chưa một cái hành lang an toàn cho mình á, thì mình nói là khi mình thực hiện cận lâm sàng thì mình tư vấn cho gia đình á là sao, là chỉ để nó loại trừ cái bệnh thực thể thôi, chứ không phải là mình đang đi tìm cái bệnh cho nó. Mấy bạn nhớ cái câu này ha, ví dụ như người nhà vô đòi 1-2 phải cho con tôi nội soi, thì mình nói là hiện tại bây giờ con của chị khả năng á, là hơn 90% á, là nó chức năng rồi, làm cái nội soi này là để loại cho chắc ăn lỡ có cái gì nó xui nó bị thôi, chứ không phải tôi đang nghĩ nó bệnh thực thể mà tôi phải soi đâu, để chi, để người nhà người ta có khoảng lặng, người ta ngồi người ta chờ. Còn nếu người ta cứ nghĩ gì nè, bác sĩ phải soi xong mới biết con mình bệnh gì á, thì người ta cứ đòi hoài luôn. Người ta đòi hoài thì sao, thì sẽ đưa tới cái tình trạng là người ta chạy đây này đầu kia, người ta kiếm mối quan hệ gì đó, người ta đòi phải được soi sớm rồi tùm lum hết đó, nó rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói rõ ràng là cứ làm những cái này đi, tới đó nó hết rồi khỏi soi. Còn mà tới lúc đó mà nó có vấn đề xuất hiện hơn, tức là có dấu hiệu cảnh báo, thì lúc đó ngay lập tức tụi tôi sẽ nhanh chóng, tụi tôi làm nhanh, đặt trong cái ưu tiên cho đứa nhỏ. Ví dụ gì đó thì cách mình tư vấn nó sẽ khác. Và nhiều khi mấy bạn ngồi ở phòng khám, mấy bạn chỉ cần đổi cái cách tư vấn nhẹ nhàng qua bộ kiện thôi, thì người nhà ta sẽ hiểu chuyện này ra, và cái đứa nhỏ nó ngồi nó lắng nghe, nó có thể hiểu được à, bệnh nó không nghiêm trọng cái cỡ đó, nó sẽ về và nó sẽ đi học. Ví dụ vậy ha, đứa nhỏ đi học được. Đây là cái chỗ này, nó nằm ở cái chỗ này, nên mấy bạn phải lưu ý. Thì người ta thấy là sao, là trong cái quá trình mà làm như vậy đó, thì nó thấy là ngay cả bản thân ở Mỹ được học đầy mình luôn, thì người ta cũng phát hiện ra một chuyện là lúc mà gặp những cái bệnh chức năng này nè, thì bác sĩ của Mỹ không biết cách tư vấn ha. Và khoảng mà Rome mà lúc đó khoảng 2017 người ta mới cách tư vấn. Tại đó đến giờ người ta quen là gì, vô khám bệnh rồi chẩn đoán lét dạ dày lét gì đó, cho BBI cho gì rất là dễ, đối với ta rất là dễ. Nhưng mà vô gặp mấy trường hợp này nói chuyện không biết làm sao, cho nên nó mới làm ra một cái đoạn. Mấy bạn có thể quay chụp cái QR code này ha, QR code này, và mấy bạn lên trên này á, là người ta thấy cái chuyện đó là sao, là tư vấn cho người nhà rất là quan trọng. Tại bữa nay không có bác sĩ thạc, có bác sĩ thạc thì mấy bạn coi. Và nó soạn ra tổng cộng tới bây giờ là 172 cái video, những cái tình huống mà cái đứa nhỏ mà nó bị đau bụng chức năng này này vô nó gặp, rồi mỗi cái kiểu là tư vấn kiểu sao nó dạy cho mình. Thì mấy bạn lên mà may mắn cho mình á, là cái Rome Foundation này nè, người ta cho những cái video đó là miễn phí, mà mình có thể tham gia vô, mình đăng ký account mình học, để cái cách sao để mình
nâng cấp cái khả năng tư vấn mình lên cho đối với một cái tình huống hai mấy bạn ha, thì mình có thể mình làm được cái chuyện này. Và song song với cái chuyện mà cái cải thiện mà quan hệ bệnh nhân như vậy đó, thì nó sẽ gửi cho mình một số tình huống nào thì xài thuốc gì, hai tình huống nào thì mình nên thử cái nào trước, là mình để cái phá đó mình làm tiếp chuyện này ha. Rồi, thì tóm lại, và đây là một cái hình mà người ta tới bây giờ người ta kêu là cái này là trục não ruột, tức là cái đứa nhỏ nó đau bụng chức năng là do nó rối loạn chí vi khuẩn ở đường ruột, mà người ta đưa tới những cái tiếp cận như cái mô hình mà hồi nãy tôi nói đó, là tức là bio psycho social ha, đó ba cái người ta đánh từ cái này ra. Thì cái này nôm na là nói làm gì, nó mình có thể mình nói chuyện với người nhà là ví dụ như mà lãnh lương đúng không, anh chị có thưởng gì đó, tự nhiên anh chị thấy đời vui vẻ lắm, tự nhiên không thấy đâu vậy đó, nhưng mà hôm nào mà nghe nó bị cắt lương không bị phạt cái gì vậy, tự nhiên về thấy bệnh hoạn đầy người trong nhà, bầu không khí nó chầm luôn, gặp thằng con mình về là sao nạt nó một cái rồi cái tự nhiên tối đau bụng, ví dụ gì đó, là mình thấy nó nằm trong sắc bio psychosocial, nằm trong này ha. Mình lấy cái gì đơn giản vậy thôi, nhưng đi sâu vô trong đó là nó loạn của chi vi khuẩn đường ruột, nó làm kia nó đưa tới cái tình trạng mình xài thuốc. Rồi thì đây là cái thuốc, mấy bạn thấy ha, thuốc nó có làm evidence systematic review hết, nó coi thuốc nào là làm cái gì. Thì trở lại câu chuyện nãy tôi có nói với mấy bạn, tức là nó tùy thuộc vào ban đầu mình chia trong bốn cái phân loại đó thì mình định hướng mình sẽ xài thuốc gì. À, cái đó nó trong một cái mũi này thì không thể nào mà mình review hết toàn bộ các thuốc đó. Các bạn thấy, nhưng có một câu để mấy bạn lưu ý, tất cả các thuốc điều trị triệu chứng của đường tiêu hóa thì tác dụng phụ nhiều nhất của nó là ở trên đường tiêu hóa. Các bạn nhớ câu như vậy. Tức là mấy bạn đang xài thuốc mà để chữa đường tiêu hóa thì tác dụng phụ của nó là ở trên đường tiêu hóa, và nó sẽ gây ra chậm chậm. Cho nên trước khi mình quyết định mình cho thuốc á, thì mình phải coi thử biết, mình biết được cái diễn tiến của cái bệnh nó như thế nào, và khi mà ở cái giai đoạn nào mình biết bệnh nó đang ổn nhưng nó lại có xuất hiện triệu chứng khác, thì mình phải coi chừng nó là tác dụng phụ của thuốc đó thôi, và mình vẫn giữ dương cái thuốc đó mình điều trị tiếp ha. Còn mấy bạn mà sợ mấy bạn đổi qua một cái thì sao, thì mấy bạn sẽ đưa tới cái tình trạng là chữa không có đủ liều thì không ăn thua nha. Rồi đây là một cái bảng để cho mấy bạn thấy á, thí dụ như người ta xài ví dụ domperidone nè, rifaxin, rồi cipro, ebidine gì đó, tất cả mấy cái loại đó, thì mấy bạn coi trong đó ha. Thì mình từ cái bảng này mình tra với lại cái phân loại kia thì mình sẽ bạn biết ha, thí dụ như là khi nào mình cho cái gì ha, lựa cái nào đó, cái này không cái nào mà cầm tay chỉ việc được hết được, nên mong phải làm. Thì người ta thấy là điều trị bằng thuốc á hầu như á là cũng chết ha, tại vì nó sẽ bị tác dụng phụ của thuốc. Các bạn lưu ý chuyện này, chỉ trừ cái dạng là chứng khó tiêu chức năng thôi, tức là nó chỉ ngay thượng vị và rõ ràng luôn là mình tìm không có dấu hiệu cảnh báo gì, đứa nhỏ không sụt cân, đứa nhỏ phâm phâm chơi đàng hoàng, đặc biệt luôn là buổi tối nó chả có bao giờ nó đâu à, tối nó đã ngủ là ngủ ngon tới sáng, trước khi nó đi ngủ thì nó quậy ba má nó thôi, nhưng mà sau đó nó ngủ ngon tới sáng dù gì đó, mình coi không có dấu hiệu đó thì cái nhóm đó nó có thể là chứng khó tiêu chức năng, mấy bạn có thể cho thử ví dụ vậy ha. Thì những cái loại đó, hoặc là cái đứa mà nó có kèm theo bắt đầu nó có hơi suy dinh dưỡng rồi, thì mấy bạn có thể dùng cipro, ebidine kia mình cải thiện cái triệu chứng của nó. Thì những cái đó đó thì mấy bạn coi trong cái systematic review này, nó sẽ chỉ cho mình lúc nào mình làm cái gì, lúc nào làm cái gì ha. Thuốc tâm thần xài không, có những đứa mà đau bụng mà mãn tính chức năng á, mà thuộc cái nhóm migraine hoặc là dùng cái dán nặng á, là mình phải tư vấn bên thần kinh để có thể nó vẫn phải xài một số cái liều của thuốc tâm thần ha, cho nó ok. Và thường thường người ta trước khi xài đó thì cái đầu tay của anh em mình xài có thể là xài cipro, ebidine trước, sau đó không được thì mình nâng cấp lên thì mình nhờ bên thần kinh. Các bạn lưu ý chuyện này. Rồi ở đây là một cái bảng mà người ta liệt kê hết tất cả những cái loại thuốc mà để chữa cái loại này, và mấy bạn thấy cái nào mà có nhiều thuốc quá đó chứng tỏ là nó không có hiệu quả ha, nó chỉ hiệu quả từ trên một cái nhóm nhỏ thôi, không có nhiều ha. Ở đây người ta chỉ cho mình kỹ từng loại nào, thuốc nào đầu tay, thuốc nào nâng cấp, phối hợp sao, chỉ hết tất cả luôn, nhưng mà mấy bạn nhớ là hầu như là không có tác dụng, cho nên nó mình không để trong phác đồ được. Đây là cái phần mà nó đi sâu vô từng cái loại một ha. Rồi đây là một cái phác đồ khác, nó cho mình nâng cấp, ví dụ như mình vô là giống như mình xài vậy đó, lên thang hay lên tới trời luôn, ví dụ vậy á. Cuối cùng cái chuyện này ha, thì khi mà người ta làm những cái chuyện này rồi đó, ví dụ như đây là nó có một cái nó nói nè, là mình tính an toàn hiệu quả cipropadin nè để điều trị nè ha, nên được xài được nè ha. Cốc rem thì coi quay chế độ ăn, thì chế độ ăn mấy bạn nhớ đừng có hành hạ mấy đứa nhỏ này. Nếu như mình thấy là nó uống sữa vô nó đau bụng, ví dụ vậy đúng không, thì nó là bắt giùm lacto, mà bắt giùm lacto thì nó không phải là chức năng,
mà nó là có bệnh thì bạn chữa rồi. Ví dụ vậy, bắt dung nạp fructo, nó uống nước trái cây giờ nó đau bụng, nó làm gì làm biết, tự nhiên ăn trái cây uống trái cây giờ nó bụng, thì mấy bạn cũng loại nó ra rồi, nó là thực thể nó mới là chức năng. Cho nên đừng hành hạ nó, bắt nó đổi loại này kia rồi kiêng này kia mất công. Chúng ta mình thấy rồi, nếu nó là cái nhóm mà đau bụng mãn tính chức năng mà trên 2 tháng mà cộng với kia đó, có làm trời làm đất gì không bắt nó thay đổi. Tại vì càng thay đổi nó càng tệ, thì mỗi lần mình kêu nó thay đổi thì nó kỳ vọng là cái thay đổi đó nó sẽ bắt đầu, mà nó không thất bại thì nó lại nhấn mạnh vô là bệnh nó bệnh nan y, nó chữa hoài không hết. Mấy bạn nhớ chuyện này anh, hạn chế thay đổi của nó, đó nó là như vậy nha. Đó là cái bẫy mà mình ngồi phòng khám mình cứ mỗi lần mình chỉ nó một cái rồi đó, mình tưởng là không cần thuốc, chỉ vô hại, nhưng mà thực ra là có hại cho nó, tại nó giờ nó nghe, nhất là cái món đó hồi xưa giờ nó đang khó ăn nữa ha. Trong cái chuyện này mấy bạn lưu ý chuyện này, thì người ta thấy là gì, là vậy thì điều trị của nó là cái gì, thì người ta thấy điều trị của nó như này tôi có nói đó, là phải là đa chuyên khoa, mà trong đó nó có một cái nó gọi là liệu pháp mà coi như là điều chỉnh hành vi mà có nhận thức, thì cái này là phải có bác học ở đây thì nó được, mình cũng thể mình tự mình chế mình làm được. Nó nôm na giống như vậy nè, tức là nếu đứa nhỏ mà nó suy nghĩ theo được cái hướng tích cực á, thì cái cơn đau của nó đó nó sẽ dễ chịu hơn, và nó sẽ đón nhận cái cơn đau đó, và nó sẽ kiếm cách, nó nói đằng nào nó cũng đau rồi, không ai cứu được mình, không ai làm gì được mình, cái ông bác sĩ đó là nói vậy thôi chứ tới gặp ổng hoài thôi, kiếm xếp hàng cho đã, vô ngồi chờ hoài cuối cùng về cũng đau à, thôi tự mình tự xử thôi. Khi nó tự nó làm cái câu chuyện như vậy á, nó nhìn cái kia mà thấy ủa mình đau hoài luôn mà cuối cùng mình đâu có bị gì đâu ha, tự nhiên một ngày nào đó nó nghĩ ra được cái chuyện như vậy thì nó sẽ vượt qua cái đau của nó, và nó coi ông bác sĩ là chỉ là bạn trong ông sĩ đó là làm chuyện của nó thôi. À, ví dụ mấy bạn thấy, ví dụ như là cái đứa nhỏ này nó đau riết ban đầu tiên, thì nó tới nó gặp tôi nó thấy khoái lắm, nó gửi hình có hoa sen qua rồi gì tùm lum tà la đó, rồi mỗi ngày nó vẽ nó đau chỗ nào nó chỉ cho mình biết, à, nó làm gì thì dữ lắm. Sau đó rồi cái nó lười luôn, nó chơi nguyên sắp giấy rồi đó, à, nó quẹt ra sẵn rồi nó đau nó để vô nó chỉa rồi đó. Thì được. Nhưng mà một thời gian sau á, thì sao nó cảm nhận được, mà nó đưa từ lúc đầu nó là mức độ 9, mức độ 10, ví dụ vậy, nó rớt từ từ cuối cùng nó biết luôn, nó biết nó sắp vô làm mức 3, mức 4, nhưng nó chịu đựng được, cuối cùng là một thời gian sau rồi nó hết, nó tự nó làm được những cái chuyện này. Sau khi mình chẳng hạn nó hết tất cả mọi chuyện. Nhưng ngược lại những cái đứa giống vậy mà mình lỡ mình cho nó đi làm nội soi rồi, nó cầm kết quả nội soi nó đem lại nó đưa cho mình á, đứa đó cực kỳ khó chữa, tại vì nó nghĩ gì nè, làm nội soi rồi mà cũng tìm ra bệnh. Chứ nó không, nó lúc đó nó sẽ đòi làm thêm là CT rồi đòi làm thêm đủ thứ các kiểu khác. Chứ nó không có nghĩ như mình đơn giản là làm gì đâu. Tại vì ngay từ đầu như tôi nói đó, là mình đã gieo trong đầu của nó là mình đang đi kiếm bệnh, thì mình nên gieo trong đầu của người ta là ở chỗ là sao, cái này để chỉ loại trừ thôi, còn hiện tại bây giờ là con chị hầu như không bệnh. Đó là cách của mình làm trong chỗ này nghe mấy bạn ha. Thì giờ đó nó phải phối hợp đa chuyên khoa, thì người ta thấy nếu như mình phối hợp được đa chuyên khoa đó thì nó giảm được cái tỷ lệ mà đứa nhỏ đau bụng phải vô cấp cứu. Mấy bạn biết cái chỗ anh Phương gì chứ, tối mà nó đau bụng nó chỉ ầm nó la vậy đó, xong cái mình nhìn vô mình thấy sinh hiệu ổn, mình cho nó ra phòng khám mình thấy nó gì thông xong thôi đó. Nhưng nó khi nó chạy từ trong phòng cấp cứu mà nó chạy ra phòng khám á, thì cái đứa nhỏ nó gọi là gì, nó bắt đầu đi vào con đường đau khổ, là nó cứ đau nó đi cứ vòng tất cả các phòng khám đi cuối cùng. Nếu mà nó lỡ nó xui một cái nữa đó, là có ai mà nó tuổi lớn cho nó đi nội soi đâu đó một cái, mà nhất mà ra có một con HP nữa, nó cầm về là cái dòng đó nó đi theo cái dòng xoáy đó, nó đi hoài luôn. Nó uống 14 ngày thuốc nó bị tác dụng phụ của thuốc, rồi nó cộng vòng khi nó tới với mình là hầu như là nó đã mất cái cơ hội là nó có thể được điều trị mà không cần xài thuốc mấy bạn ha. Cho nên người ta điều trị đa chuyên khoa, để nhắc lại chuyện này. Thì để chốt lại, mình không có nhiều thời gian thì mấy bạn nhớ đó, người ta có những cái bằng chứng người ta làm hết. Thì chốt lại là cái gì, là mấy bạn nhớ là đau bụng mãn tính lấy cái mốc của mình, lấy mốc tối thiểu là 2 tháng. Mấy bạn nhớ chuyện này ha, đã vô mãn tính rồi, hầu như nó mãn tính rồi đó, thì cái cường độ đau á, nó không phải là mối quan tâm của mình nhiều lắm. Đừng thấy đứa nhỏ nó dữ dội như vậy mà mình có thể mình lo sợ, tại vì nếu những cái bệnh nguy hiểm nó đã nằm ở cái giai đoạn trước đó rồi, còn nó đã đi lại. Cho nên mấy bạn ở cái chuyện đó, đừng vì cái cơn đau, cường độ đau của nó làm thay đổi cái của mình, mà mình phải bình tĩnh là tìm cái dấu hiệu nguy hiểm. Sau khi tìm dấu hiệu cảnh báo xong xuôi đó rồi không có, thì mình sẽ đặt bệnh nhân vô trong cái tình huống đó ha. Cộng với mình xác định những cái chuyện mà hồi nãy như tôi có nói, cần thì mình nhờ bên tâm lý hỗ trợ cho mình trong quá trình làm, là cách mình nói chuyện, mà nhớ cái model của nó là bio psycho social để mình làm chuyện này. Và nếu như mấy bạn định danh của nó theo cái hướng là chứng khó tiêu chức năng, mấy bạn có thể sử dụng được thuốc theo cái hướng đó.
Nếu các bạn hướng nó vô IBS mà thể táo bón hay là thể kia như này, những cái đó các bạn có thể sử dụng thử được. Nhưng nếu các bạn đã rớt vô trong cái dạng là đau bụng mãn tính chức năng mà không có phân loại khác thì hầu như là không có thuốc men gì trong chỗ này hết, mà nói chuyện còn lại là câu chuyện là tư vấn với người nhà. Và mấy bạn nhớ lưu ý là cha mẹ nó là một yếu tố làm cho nó nặng hơn, cho nên mình phải tư vấn cho gia đình.